bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chương 2: Âm dương của thức ăn. Như nói ở trước, vạn vật trong vũ trụ, kể cả thức ăn của chúng ta, đều chịu sự chi phối của hai khuynh hướng hoặc hai lực âm và dương. Do đó có thể dựa vào nguyên lý vô song, xem ở chương 1 để nhận định tính chất âm dương của thức ăn hàng ngày. Thức ăn hàng ngày theo nghĩa rộng là tất cả những gì được con người hấp thụ như tia vũ trụ, năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trăng, điện từ của trái đất, địa khí, âm thanh hình ảnh, không khí, nước, chất khoáng, rau củ quả, thịt cá. Những thức ăn này từ môi trường bên ngoài đi vào cơ thể bằng nhiều cách, qua da, qua hệ thần kinh, qua tai, mắt mũi miệng và cùng tác động đến sức khỏe của con người. Trong số đó, thức ăn đặc và lỏng được ta hấp thụ qua miệng là quan trọng hơn cả, vì không chỉ trực tiếp cung cấp năng lượng và vật chất để tạo ra cơ thể và đổi mới thường xuyên tế bào, mà còn là loại thức ăn dễ kiểm soát và sử dụng trong quá trình xây dựng hoặc phá hoại sức khỏe theo ý muốn. Sau đây ta nghiên cứu các loại thức ăn quan trọng này. Muốn biết chính xác một loại thức ăn là âm hay dương, ta có thể nhận xét theo nhiều yếu tố sau đây: vật lý hình thể, trọng lượng, mật độ, màu sắc, vân vân; hóa học, tỷ lệ K trên natri; trữ lượng nước, mùi vị, tác dụng gây co hoặc giãn, vân vân; sinh học, tính hướng động, phát triển về hướng nào đó dưới tác dụng của những yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, quang độ, tự dưỡng hay dị dưỡng; tác dụng hữu cơ, vô cơ đối với tâm sinh lý con người; sinh thái, ảnh hưởng địa lý như địa chất, cao độ, khí hậu, kiểu hình, vân vân; lịch sử, nguồn gốc di thực, khả năng thích nghi theo thời gian và không gian về phương diện phôi sinh, sinh học, địa lý địa chất; giá trị y học, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, công việc trên khá phức tạp, đòi hỏi một trình độ kiến thức bao quát nhiều vấn đề liên quan đến nhiều ngành khoa học. Để dễ dàng hơn, ta có thể giới hạn cho một vài yếu tố như hình thể, màu sắc, tính hướng động, trọng lượng, trữ nước, mùi vị, môi trường sống, chủng loại, vân vân. Mặc dù cách phân biệt này không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng cũng giúp chúng ta chọn thức ăn tương đối phù hợp với nhu cầu cơ thể. Nên lưu ý là mỗi sinh vật cần phải được xét qua nhiều yếu tố rồi tổng hợp thành kết luận sau cùng. Và khi nói đến âm dương, nên hiểu đó là sự so sánh tương đối, âm hơn hoặc dương hơn. Để biết thêm cách phân định âm dương trong những lĩnh vực y học, sinh lý học, sinh vật học, hóa học, vật lý học, vân vân, xem sách Âm dương và nguyên lý vô song của giáo sư Osawa, bản dịch của anh Minh, Dư Tụng và Ngô Ánh Tuyết. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ không đáng kể, hầu hết thức ăn gốc thảo mộc đều âm hơn thức ăn gốc động vật, vì một, thảo mộc mọc dính tại chỗ và thụ động, còn động vật có thể di chuyển và hoạt động trong không gian rộng lớn hơn. 2. Thảo mộc thường phát triển theo hướng giãn nở, phần lớn cấu trúc lỏng lẻo hơn, chịu ảnh hưởng của lực ly tâm nhiều hơn. Trái lại, động vật có cấu trúc chắc nặc hơn, chịu ảnh hưởng của lực hướng tâm nhiều hơn. Các bộ phận của động vật như các cơ quan và các tế bào phát triển hướng vào trong, còn các bộ phận thảo mộc như cành, lá phát triển hướng ra ngoài. 3. Thân nhiệt của thảo mộc thấp, mát hơn thân nhiệt của động vật. Thảo mộc thường hấp thu thán khí là CO2, dương hơn và thải ra dưỡng khí O2 âm hơn, còn động vật thường hấp thu O2 và thải ra CO2 theo định lý 4 và 10 của nguyên lý vô song. 4. Thảo mộc được tiêu biểu bởi màu xanh diệp lục, còn động vật có màu đỏ huyết tố. Cấu trúc hóa học của sắc tố giống nhau, nhưng nhân của diệp lục tố là magie âm hơn và nhân của huyết tố là sắt dương hơn. Tuy thảo mộc nhìn chung là âm hơn động vật và động vật là dương hơn thảo mộc, nhưng mỗi vật thể trong cùng một loài hoặc là mỗi bộ phận trong cùng một vật thể vẫn có những độ số âm dương khác nhau như các bảng so sánh dưới đây cho thấy. Âm dương trong giới thảo mộc: âm hơn khi mọc trong khí hậu ấm nóng ở miền Nam, mọc vào mùa xuân hè, lá hoa quả vươn lên, tỏa ra ở trên mặt đất, nằm ngang dưới mặt đất, phần trên, phần ngoài, tăng trưởng nhanh, hình thể to, cao, chứa nhiều nước, tươi, mềm, màu tím, xanh lục, cay, chua, ngọt, nhiều sinh tố C, nấu màu chín, màu hư thối. Trong khi dương hơn sẽ có những tính chất như mọc trong khí hậu mát lạnh ở miền Bắc, mọc vào mùa thu đông, rễ củ hạt, trút xuống, ôm vào, ở dưới mặt đất, đâm xuống dưới mặt đất, phần dưới, phần trong, tăng trưởng chậm, hình thể nhỏ, thấp, chứa ít nước, khô, cứng, màu vàng, cam, đỏ nâu, màu đắng, chát, ít sinh tố C, nấu lâu chín, để được lâu. Âm dương trong giới động vật: âm hơn khi loài ăn rau cỏ, sinh sống ở khí hậu nóng ở miền Nam, trong dòng nước nóng, ở hơi ẩm ướt, ở dưới nước, hình thể to, mập dài, di chuyển chậm, kỵ nước, thân mát lạnh, có mùi hôi, máu loãng, hấp thu ít oxy, mỡ thịt, thịt mềm nhão, mỡ nhiều, nhiều nước, trong.
Trong khi đó dương hơn thì sẽ là loài ăn thịt, sinh sống ở khí hậu lạnh ở miền Bắc, trong lòng nước lạnh, ở nơi khô ráo trên đất liền, hình thể nhỏ gầy ngắn, di chuyển nhanh, thích nước, thân ấm nóng mùi dễ chịu, máu đặc, hấp thu nhiều oxy, gân xương, thịt dai chắc, ít mỡ, ít nước, đỏ. Bây giờ dựa vào các tiêu chuẩn trên ta nhận định tính chất âm dương của một số thực phẩm thông thường. Thí dụ rau muống mọc ở nơi nhiều nước, vươn lên nhanh và dài, thân rỗng, nấu màu chín có màu lục hoặc tím. Như vậy rau muống mang nhiều đặc tính âm, trong khi rau má mọc nơi ít nước hơn, lớn chậm và ngắn, thân đặc, lá hơi cứng nên có thể xem má là dương hơn rau muống. Về rễ củ, so sánh cà rốt với lại củ cải trắng thì cà rốt có màu đỏ, thân đậm chắc hơn, mùi vị dễ chịu hơn, nấu lâu chín. Củ cải màu trắng, thân xốp có nhiều nước, vị hăng nồng, nấu mau chín hơn nên có thể xếp củ cải vào loại thảo mộc âm hơn là cà rốt. Chỉ riêng trong một cây, mỗi bộ phận thành phần cũng hàm chứa những tỷ lệ âm dương khác nhau. Thí dụ nhìn cây rau má, cây cà rốt, cây củ cải, ta thấy phần lá mọc trên mặt đất có màu xanh, nhánh vươn lên và tỏa ra, thân xốp, còn phần rễ củ mọc dưới đất có màu vàng đỏ trắng, phát triển đâm xuống và nhỏ dần ở đàng đầu, thân chắc hơn, như vậy có thể xem phần lá là âm hơn và phần củ dương hơn. Nếu là hai loại rau bút như bắp cải thì phần lớn lá ngoài là âm và phần lõi bên trong là dương hơn. Về động vật, so sánh chó sói với cừu thì chó sói là loài ăn thịt, dáng thon gọn, lông thô, di chuyển nhanh, phản ứng mạnh bạo, trong khi cừu ăn cỏ, dáng mập tròn, lông mượt, di chuyển chậm, hiền lành, thụ động, do đó có thể xếp chó sói vào loài thú bốn chân dương hơn cừu. Xét đến động vật sống dưới nước, ta có thể thấy tôm nhỏ con, màu ửng hồng, di chuyển nhanh, thịt chắc, vỏ cứng, nhiều chất khoáng, sống trong vùng nước mát, nên có thể xếp tôm vào loại thủy tộc dương. Trái lại cá gáy, cá chép lớn con, thịt mềm, nhiều chất béo, da vải xanh, di chuyển chậm, hấp thụ ít oxy và sống trong vùng nước ấm, nghĩa là cá gáy có nhiều yếu tố âm hơn. Nếu so sánh với loài thú, động vật sống trên cạn là dương hơn động vật dưới nước. Riêng trong những con vật thì phần thịt là âm hơn phần xương, các bộ phận chắc đặc như tim, gan là dương hơn là các bộ phận rỗng như dạ dày, ruột. Tiếp tục nhận định thức ăn khác, bạn sẽ thấy đây là một trò chơi thú vị giúp mở mang trí óc. Ban đầu, có lẽ tất cả là có sự nhầm lẫn, nhưng đừng nản chí, hãy chịu khó suy nghĩ và nghiền ngẫm kỹ hơn. Đến một lúc nào đó, bạn có thể phân định phần âm dương của mọi sự vật một cách trực giác, dễ dàng và nhanh chóng. Sau đây là bản phân định khái quát tính chất âm dương của một số món ăn thức uống. Phân định âm dương một số món ăn thức uống. Chú ý, âm có ký hiệu là tam giác ngược. 3 tam giác ngược, âm hơn hết. 2 tam giác ngược, âm nhiều. 1 tam giác ngược là âm. Dương có ký hiệu là tam giác. 3 tam giác, dương hơn hết. 2 tam giác, dương nhiều. 1 tam giác là dương. Các ký hiệu này cho thấy tính chất âm hơn, nghĩa là ít dương hơn, hoặc dương hơn, ít âm hơn của thức ăn trong cùng một loại. Thí dụ gạo tẻ có ký hiệu là tam giác, là âm hơn hoặc dương hơn gạo mì đen có ký hiệu là hai tam giác, nhưng dương hơn hoặc ít âm hơn bắp, ký hiệu là tam giác ngược. Những món ăn thức uống không ghi ký hiệu đều được xem là có tính chất âm dương tương tự món ăn thức uống kể trên. So sánh các loại với nhau, ta có thể sắp xếp theo thứ tự tương đối từ âm hơn đến dương hơn như sau. Tam giác ngược, rượu, nước, trái cây, sữa, rong biển, rau củ, đậu, hạt cốc, cá, thịt, trứng đến tam giác. Hạt cốc lứt được xem là thức ăn quân bình thích hợp với cơ thể con người và sữa mẹ thích hợp nhất với trẻ em trước khi mọc răng, còn các loại thực phẩm khác đều âm hơn hoặc dương hơn. Đây chỉ là sự phân định tương đối, tính âm dương của thức ăn có thể biến đổi tùy theo môi trường, địa lý, khí hậu, thời gian, mùa, cách nuôi trồng, thành phần được sử dụng, cách nấu và chế biến. Cần nhớ tính của âm hoặc dương thức ăn vốn không tốt không xấu, tốt hay không là do sử dụng đúng nguyên tắc quân bình hay không. Xem chương 3, điều quan trọng là thức ăn càng thiên nhiên càng tốt cho sức khỏe. Đối với các loại hạt cốc là nếp thì sẽ âm nhiều, trong khi gạo mì thì dương nhiều, bò bò là ý dĩ, bắp ngô thì sẽ âm, trong khi kê gạo mì đen thì thường dương nhiều. Đối với các loại hạt đậu thì đậu nành, đỗ tương, đậu phụng lạc thì âm hơn hết, đậu xanh chỉ âm, đậu ván là dương, đậu đen thì âm nhiều, đậu đỏ, hạt lớn thì dương nhiều, đậu trắng thì âm. Xích tiểu đậu cũng là dương hơn nhiều. Đối với các loại rau củ nếu ở mức độ âm hơn hết có các loại cà, khoai tây, măng, nấm, giá, dưa leo, trái phà, trái sung, bắp chuối, củ nưa, khoai mì sắn, môn tím tức là khoai sọ. Trong khi đó, âm thì còn có bầu, mướp đắng, khổ qua, đậu ve, đậu đũa, rau dền, mít non, lá artiso, bồ ngót, su hào,
còn âm nhiều. Thì có rau sam, rau càng cua, rau muống, mồng tơi, hoa artiso, trái su xanh, khoai mỡ tím, bí đao, mướp ngọt, củ sắn ngọt, hoa bí, hoa mướp. Trong khi dương thì có môn sắc vàng, bắp cải, cải nồi, cải bông súp lơ, cải cay, bẹ xanh, cải ngọt, bẹ trắng, cải tần ô. Dương nhiều là diếp cuốn đắng, lá bổ công anh, rau đắng, xà lách son, rau má, củ cải trắng, củ chút, củ sam. Ngoài ra, âm hơn hết, hoa thiên lý là khoai lang, mứt biển. Còn khoai chói và khoai mỡ trắng thì âm. Rau củ chỉ phô tai rong dài thì dương. Củ cà rốt thì dương nhiều. Dương hơn hết là củ sắn dây, cát căn, khoai mài, hoài sơn. Cá và các thủy tộc. Âm hơn hết là sò, nghêu, hến, ốc, rùa, ba ba. Âm nhiều là cá gáy, cá chép. Âm là lươn, chạch, cá chê. Cá mòi, cá đối, cá lóc, cá quả, cá trầu. Dương nhiều là cua, rạm, tôm, trứng cá. Đối với các loại thịt thú, âm nhiều là rắn, chó, ếch, heo, lợn, bò, ngựa, cừu, thỏ. Âm là gà choi. Trong khi dương là bồ câu, vịt trời le le, vịt nhà, ngỗng ngan, gà tây, gà lôi, chuột đồng. Dương nhiều là chỉ cút, dương hơn hết là trứng, chim, gà, có trống. Đối với các loại trái cây, âm hơn hết là dừa, thơm hay còn gọi là dứa khóm, đu đủ, xoài, quéo, me, vú sữa, kế, cốc, sơ ri, trùm ruột, bằm, thanh trà, quýt. Trong khi đó, âm nhiều là sầu riêng, chuối, mít chín, đào, mận, roi. Âm là chôm chôm, nho, trứng cá, bứa. Dưa hấu, lê, ổi, dâu chua, phúc bồn tử, dâu tằm, đào lộn hột, điều. Dương là sa bô chê, hồng xiêm, mãng cầu, na, măng cụt, hồng thị đề. Nhãn phải, dâu tây, dâu da. Dương nhiều là bòn bon hay còn gọi là lòn bon. Bồ quân, hạt rẻ, trái trứng gà, ô ma, táo ta. Sữa và các sản phẩm của sữa. Âm hơn hết là da ua hay còn gọi là sữa chua, váng sữa là kem. Âm nhiều là bơ. Âm là phô mai lạt. Sữa bò. Dương là sữa mẹ. Dương nhiều là phô mai mặn, phô mai sữa dê. Chất béo và dầu. Âm hơn hết là mỡ, bơ thực vật, margarine. Âm là dầu dừa, dầu phụng, dầu đậu nành. Dương là dầu hạt cải, dầu quỳ, dầu hướng dương. Dương nhiều là dầu mè vàng, dầu mè đen, dầu cám. Gia vị thì có âm hơn hết là gừng, ớt, nước chanh, me, curry, chao, giấm gạo. Âm nhiều là mẻ, cơm chua, bao đậu phộng, tương cải, mù tạt, vani, rau răm. Âm là bơ mè, tỏi, rau cần, đại hồi, rau húng lủi, rau húng quế, nén, hẹ. Với lại dương là quế, hồi, hoắc hương, rau mùi, rau ngổ, hành, kiệu ta, varo, kiệu tây. Lá nhây hay gọi là vạn thọ, lá chanh, rau diếp cá, ngò, riềng, ghệ, tương đậu nành. Dương nhiều là nước mắm, mắm cái, mắm nêm, mắm ruốc. Dương hơn hết là muối thiên nhiên. Đối với thức uống, âm hơn hết là kem lạnh, nước đá, thức uống có đường, rượu, cà phê. Âm nhiều là nước trái cây, bia. Âm là trà đọt, nước khoáng, nước lã. Trong khi dương là trà ba năm, trà sắn dây, trà gạo rang, sữa thảo mộc. Dương nhiều là cà phê thực dưỡng, trà ngải cứu, cà phê bổ công anh, trà củ sen. Dương hơn hết là trà rễ đinh lăng, nhân sâm. Chất ngọt. Âm hơn hết là đường cát, cát tinh. Âm nhiều là đường thốt nốt, đường mía thô, vàng đen nâu, đường chất cây. Âm là chất ngọt rau củ, mật ong. Trong khi dương là mạch nha, chất ngọt hạt cốc. Đường hóa học, bột ngọt do vị tổng hợp và màu nhân tạo có tính cực âm. Muối tinh chế mất các nguyên tố vi lượng quý và cực dương vì chúng sẽ gây tác dụng bất lợi cho sức khỏe con người. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,